Hiếu xin chào bà con nông dân. Thì để quản lý tốt cái bệnh đậu ôn lá và đậu ôn cổ bông trong mùa mưa thì Hiếu khuyên bà con nên sử dụng cái hoạt chất mà phenosanin. Lý do thì nó dập dịch nhanh, nó mạnh, nhưng mà cái nhược điểm thì nó lưu dẫn không có lâu. Và trên màn hình đây là hai cái sản phẩm mà có cái hoạt chất mà phenosanin đơn chất và mạnh trên thị trường nha mọi người. Đầu tiên đó là cái sản phẩm Katana, và một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và nó rất là mạnh, đến từ Nhật nha mọi người. Cái chai của nó là chai 480ml, và một chai như vậy bà con có thể sử dụng cho 10.000 mét vuông, tức là 1 hecta. Nếu bà con phun máy bay á, là một chai đổ vô một bình phun 1 hecta luôn là rất là ổn. Rồi, cái sản phẩm thứ hai đó là cái chai Phenosanin, cũng là cái hoạt chất mà Phenosanin 200g trên lít. Đó, và một chai như vậy á, cái dung tích của nó là 500ml, và bà con vẫn sử dụng cho 10.000 mét vuông. Thì ưu điểm của cái chai Phenosanin này á, thì cái dung tích thuốc á, nó nhiều hơn đó mọi người, hàng chuẩn. Nếu bà con cần thì hãy liên hệ vật tư nông nghiệp Quỳnh Hiếu nha bà con. Rồi.